Ngay sau khi cả nước đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 lần thứ hai, ngành du lịch cũng đã bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc trở lại. Tháng 9 bước vào mùa thu, đây là thời điểm được xem như là đẹp nhất để có những chuyến đi chơi xa. Bên cạnh những đoàn được dời lại từ trước dịch, thời điểm này bắt đầu có những doanh nghiệp đặt dịch vụ cho tour khách đoàn. Tại một số doanh nghiệp như Viettravel, TST, Lữ hành Sài Gòn Tourist, một số đoàn khách với số lượng từ 200 đến 300 khách đã lên đường, bên cạnh nhóm khách gia đình, khách lẻ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, các doanh nghiệp lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh vẫn tương đối thận trọng, nên chủ yếu vẫn là khai thác các tuyến điểm có cự ly gần. Hiện nay chúng ta có hai đối tượng khách hàng. Thứ nhất là đối với các doanh nghiệp, các khách đoàn theo tính chất là MICE thì đã bắt đầu khởi động trở lại. Và đối với các khách lẻ theo nhóm gia đình thì hiện nay cũng đã có hai xu hướng. Một cái xu hướng là đi theo tự đi, và chúng tôi cũng đã có những cái gói sản phẩm, những cái dịch vụ lẻ để cho khách hàng tiện thuận tiện trong cái việc lựa chọn dịch vụ của mình. Đồng thời thì cũng duy trì những cái tour trọn gói theo truyền thống, thì cũng có một số đối tượng khách hàng thì cũng vẫn chọn theo cái tour truyền thống này, thì đa phần trong đó là đi theo những cái tuyến trước mắt. Khi mà khởi động trở lại thì chúng ta tập trung vào những cái tuyến gần, đi bằng đường bộ trong bán kính khoảng 300 km trở lại, khởi hành ở cả những cái đầu lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay là Cần Thơ. Thì trước mắt thì chúng ta thấy rằng là tín hiệu cũng đã bắt đầu khả quan hơn. Tôi hy vọng là bắt đầu từ sau tháng 10 thì tình hình sẽ tốt hơn so với trước kia. Về thị trường thì chúng tôi nhận thấy là đối với thời điểm hiện nay, cùng với cái điều kiện thời tiết thì trước khoảng tháng 10 thì các điểm đến ví dụ Côn Đảo, Phú Quốc thì chúng tôi vẫn sẽ hoạt động, tùy vào cái tình hình thực tế của diễn biến thời tiết thì chúng tôi vẫn tổ chức cái chương trình đơn. Còn ngoài ra thì các điểm đến ví dụ như Tây Nam Bộ hay khu vực của Nha Trang, Đà Lạt, vân vân thì chúng tôi vẫn duy trì tổ chức cái chương trình tour cho khách. Cho đến nay thì cái lượng khách mà đăng ký tour của tháng 9, tháng 10 và tháng 11 thì chúng tôi đã nhận thấy cái lượng khách đã quay lại. Số lượng khách đi nhiều nhất trong khoảng thời gian của tháng 10 và chúng tôi đang tiếp tục ghi nhận những sản phẩm, những đoàn khách mà trong khoảng thời gian tháng 11 và cuối năm. Trong tuần này thì hiện bây giờ là chúng tôi đang có 4 đoàn đang đi tham gia các chương trình tour. Thì cụ thể là trong cái chiến dịch vừa rồi đó thì chúng tôi đang làm truyền thông quảng cáo về cái nhóm du lịch về đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy là trong cái tuần này chúng tôi có những cái đoàn khách đa số là trải nghiệm về đồng bằng sông Cửu Long. Cái tuyến số 1 là chúng tôi đánh vào cái chương trình huấn luyện team building dành cho những cái lãnh đạo, những cái doanh nghiệp, những cái trường doanh nhân mà họ có cái thời gian mà học tập bên cạnh nhau mà không có thời gian được trải nghiệm. Thì chúng tôi tập trung vào cái chương trình đó là cái chương trình du lịch một ngày. Tuyến thứ hai là chúng tôi thiết kế một cái sản phẩm đi thẳng về với đồng bằng sông Cửu Long, về xuyên qua Cần Thơ, đi về Sóc Trăng, về Bạc Liêu và về với đất mũi Cà Mau. Đó là một cái chương trình du lịch xuyên tâm mà đó cũng là một trong những hành trình mà chủ đạo của doanh nghiệp của chúng tôi trong cái giai đoạn hiện nay. Có thể thấy trải qua hai đợt dịch vừa rồi đã buộc hầu hết các doanh nghiệp đều phải thay đổi mô hình và sản phẩm để tồn tại, nếu không muốn đóng cửa chờ hết dịch. Trong đó, hiện khách du lịch nội địa đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm và các vấn đề về an toàn trên đường tour. Chính vì thế, các doanh nghiệp phải tập trung xây dựng lại các sản phẩm mang đến những trải nghiệm có chiều sâu hơn cho du khách, chứ không đơn thuần là chỉ đưa khách đến tham quan tại những tuyến điểm nổi tiếng có sẵn như trước đây. Bên cạnh đó, yếu tố an toàn cũng phải được đặt lên hàng đầu, bởi không ai có thể lường trước được những diễn biến bất ngờ của dịch bệnh. Chúng tôi cũng đang cố gắng là tái khởi động lại một cách tốt nhất và nhằm hướng đến những cái chương trình du lịch, những cái sản phẩm tour chất lượng và có một cái xu hướng khác biệt và đưa cho khách hàng những cái trải nghiệm mà mới lạ. Có thể là trước đây khách hàng chưa có trải nghiệm, hoặc là trước đây là khách hàng từng tập trung vào những cái chương trình du lịch nó sôi động, nó mang cái tính chất là những cái nơi đông đúc, ví dụ là đi Nha Trang phải tập trung ở những nơi đông đúc hay là Đà Nẵng phải tập trung đông đúc. Thì còn bây giờ là chúng tôi đang hướng đến cho khách hàng một cái xu hướng là du lịch trải nghiệm. Tôi cho rằng là sẽ có hai cái yếu tố chính. Cái thứ nhất, đối với sản phẩm du lịch đó, thì chúng ta phải tiếp tục cái chương trình kích cầu.
mà cái chương trình này thì đã được đưa ra sau khi mà chúng ta khống chế thành công cái đợt dịch lần thứ nhất, thì hiện nay nó vẫn còn cái giá trị, và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái chương trình kích cầu. Theo đó thì có hai hướng: thứ nhất là chúng ta giảm giá, liên kết để mà chúng ta giảm giá; cái thứ hai là nâng cao cái chất lượng dịch vụ. Và cái yếu tố thứ hai trong cái tình hình hiện nay thì cho rằng đó là cái yếu tố an toàn, đảm bảo an toàn cho du khách. Theo đó thì mình công ty Vietravel chúng tôi cũng đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để yêu cầu là đảm bảo, cam kết đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các biện pháp đảm bảo an toàn theo khuyến cáo, để từ đó chúng tôi kết nối tất cả các dịch vụ trở lại để tạo thành một cái sản phẩm mà chúng ta gọi là sản phẩm du lịch an toàn. Hiện nay chúng tôi thực sự là không chủ quan, tại vì diễn biến dịch chúng tôi xác định là khá là lâu dài, và chúng tôi đang phải duy trì các hoạt động kinh doanh cùng với việc là phòng chống dịch. Đó là một chỉ đạo chung của chính phủ và cả nước. Thì do vậy thì trên tinh thần đó thì cái bộ tiêu chí về an toàn chúng tôi vẫn triển khai. Cho tới thời điểm hiện nay thì tất cả chương trình tour thì vẫn đảm bảo việc là ghi nhận cái khai báo sức khỏe bắt buộc đối với tất cả du khách. Đồng thời là khi giao dịch thì vẫn đảm bảo quy trình là về vệ sinh tay, đo thân nhiệt để kiểm tra trước về những yếu tố mang tính chất rủi ro nhằm đảm bảo cho sức khỏe của cán bộ nhân viên cũng như là du khách. Về phía quản lý nhà nước, ngay khi tình hình dịch vừa tạm được kiểm soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2020 với chủ đề Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn. So với lần kích cầu trước sau đợt dịch lần thứ nhất, chương trình lần này có một số điểm mới, trong đó nổi bật như: ngoài đối tượng khách du lịch là người Việt, chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2020 cũng sẽ mở rộng thêm người nước ngoài làm việc sinh sống tại Việt Nam. Trong đợt kích cầu này, ngành du lịch phát động thị trường giới thiệu điểm đến, thu hút khách trên cơ sở liên minh kích cầu giai đoạn trước, khuyến khích hình thành các liên minh kích cầu mới dựa trên sản phẩm phù hợp nhu cầu du lịch tham quan, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ngắn ngày, chăm sóc sức khỏe, du lịch golf và du lịch MICE. Theo tinh thần chung đó, ngay từ đầu tháng 9, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu có những bước đi để tái khởi động thị trường cũng như các kế hoạch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới. Hiệp hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng kết nối với các hiệp hội địa phương đăng ký và cam kết các cái dịch vụ an toàn, các điểm đến an toàn cả về phòng chống Covid, an toàn về phương tiện giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm, và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn để cho đem lại lòng tin cho du khách. Thì ngay cả các công ty lữ hành, hội viên của Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái cam kết là sẽ thực hiện những cái quy định coi như là thực hiện cái tiêu chí về an toàn để đảm bảo an toàn cho du khách. Thì đó là cái chương trình khởi động, và tới đây thì từ đây tới cuối năm thì vẫn sẽ tiếp tục tung ra những cái sản phẩm mới, những cái điểm đến mới, những chương trình mới từ các địa phương gửi về, thì các công ty sẽ xây dựng những cái chương trình tour để đưa vô chương trình kích cầu. Và xa hơn nữa thì ngành du lịch cũng áp dụng cái chương trình kích cầu đó cho khách quốc tế vào Việt Nam. Thì đó là cái chương trình mà từ đây tới cuối năm và cho những năm. Trong khi vẫn phải duy trì hoạt động ở mức cầm chừng như hiện nay, vừa chờ đợi các gói hỗ trợ từ chính phủ, điều mà nhiều doanh nghiệp kỳ vọng trong đợt kích cầu lần này đó là việc đẩy mạnh truyền thông về du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn trên các kênh truyền thông trung ương, địa phương và doanh nghiệp, góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại đi du lịch trong bối cảnh dịch Covid-19. Trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đang cần một cái kế hoạch truyền thông của nhà nước cũng như là những cái cơ quan truyền thông hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như hỗ trợ cho những người dân về việc mà truyền thông cái vùng du lịch an toàn, làm sao để mình lan tỏa cho khách hàng biết rằng là cái vùng nào trong giai đoạn này chúng ta đi du lịch an toàn và cái vùng nào chúng ta nên cảnh báo đối với khách hàng. Thì chúng ta cùng làm truyền thông và cùng lan tỏa như vậy thì sẽ giúp cho khách hàng có những cái thông tin rất là cụ thể, và khách hàng có thể chọn cho mình một cái địa điểm, một cái điểm đến rất là cụ thể. Bản thân của công ty Vietravel thì cũng đang xây dựng và cũng đã có kiến nghị với Tổng cục Du lịch xây dựng một cái bản đồ du lịch an toàn để chúng ta công bố rộng rãi và update cái cập nhật cái thông tin ở trên đó, những cái điểm đến nào an toàn, những dịch vụ nào an toàn, thì khi khách hàng
có cái kế hoạch đi du lịch mình của mình thì có thể là tra cứu cái bản đồ đó và hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta thực hiện cái chuyến đi du lịch của mình. Vai trò của truyền thông rất là quan trọng, mà truyền thông chính thống để đưa những cái tin rất là chính xác về những cái điểm đến an toàn, những cái đơn vị người ta có đăng ký cam kết để bảo đảm an toàn cho du khách, thì đó là cái vai trò của truyền thông. Mà khi như vậy thì ngành du lịch, hiệp hội du lịch cùng với sở du lịch cũng kết nối với truyền thông và cũng hỗ trợ về truyền thông, hỗ trợ bằng cách là xin kinh phí của nhà nước để tài trợ lo cho các cái chương trình truyền thông để kết nối với các địa phương, giới thiệu các cái điểm đến thông qua truyền thông, thì để khách biết được những cái thông tin mới và có cái lòng tin đối với cái hoạt động của du lịch. Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công bố về việc khởi động lại chương trình kích cầu du lịch 2020 với hàng loạt sản phẩm có mức giá giảm giá khá sâu tại trang web www.kichcaudulichthanphohochiminh.vn. Chương trình này đã được chính thức triển khai từ ngày 9 tháng 6 năm 2020 và kéo dài đến cuối năm với sự tham gia đa dạng của các doanh nghiệp trong ngành du lịch. Chúng tôi sẽ phát động chương trình Người Thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ vận động và khuyến khích các cái sở ban ngành đoàn thể, ủy ban dân quận huyện, các doanh nghiệp, người lao động, học sinh sinh viên sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hãy quan tâm hưởng ứng những cái sản phẩm, những tour tuyến kích cầu và ưu tiên sử dụng cho những hội nghị hội thảo của mình, cũng như cho công tác chăm lo của cán bộ công nhân viên người lao động của mình. Qua đó sẽ tiếp thêm, bồi đắp thêm tình yêu về quê hương đất nước, tình yêu về Thành phố Hồ Chí Minh của mình, cũng như sẽ góp phần hỗ trợ cho các cơ sở dịch vụ điểm đến, các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hiện đang đối diện rất là nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tổ chức những hoạt động như chương trình Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Nghĩa Tình với thông điệp du lịch san sẻ yêu thương, để phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện tổ chức cho các trẻ em mồ côi, các gia đình chính sách, gia đình nghèo có cơ hội đi du lịch, những cái chuyến du lịch miễn phí tại những điểm đến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Có một thực tế phải thừa nhận, đó là chương trình kích cầu du lịch lần 2 này sẽ khó đạt được những kết quả, hiệu ứng bùng nổ như lần 1. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn phải chọn cách tiếp cận khác, sống chung với tình hình mới, xóa bỏ tâm lý e ngại, lây lan dịch bệnh của khách du lịch và chuẩn bị cho mùa du lịch cuối năm.